vangoc.vn, trang web mua bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam. Hãy truy cập ngay vangoc.vn, bấm dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt hàng để mua. Ok, chào anh em, chào mừng đã quay trở lại mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ thông báo cho anh em là hiện tại mình đã cộng cho hơn 1.000 bạn đã đăng ký tài khoản trên web của mình rồi nhá. Ok, thì nhiều bạn cứ thắc mắc vì cái tiêu đề đúng không? Tí mình sẽ giải thích cho anh em. Rồi, thì trong video ngày hôm qua thì mình có bảo với anh em rằng là tất cả những bạn mà đăng ký trên web của mình thì mình sẽ cộng cho 10k. Thì nói chung là hôm qua mình nó vượt qua dự tính của mình em ạ. Mới đầu mình chỉ nghĩ là thành viên nó chỉ dừng ở lại mốc 500 đến 1.000 thôi, nhưng mà thực ra lên tận hơn 2.000. Mà hôm qua mình lạp sấp mặt thì mình gọi là mình chỉ cộng cho hơn 1.000 bạn. Còn bạn nào mà hôm nay mà vẫn muốn cộng ấy thì bạn hãy comment tên của bạn dưới phần comment ở kênh YouTube của mình ấy, chính cái video này đấy, để cho mình biết mình cộng. Chứ cộng 2.000 người kia rất là mất công. Hôm qua mình ngồi 3 tiếng em ạ. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ show cho anh em xem, không anh em lại bảo thằng Vi Minh nói phét. Ok, rồi, đây là giao diện của mình nha em nhá. Ok, rồi, bắt đầu. Đấy, mình đã cộng hết cho tất cả bạn. Hiện tại là có 69 trang thì mình đã cộng cho được 35 trang rồi. Nói chung là cái này thì mật khẩu thì các bạn giữ, còn tên tài khoản thì thôi mình show cho anh em xem. Đấy, nói chung là đấy, còn những bạn mà các bạn nhìn thấy mà nó nhiều tiền hơn ấy, đấy là các bạn ấy lạp tiền vào nhá. Đấy, không phải là mình cộng thiếu hay cộng sai hay cộng gì đâu. Ok, còn trong hôm qua ấy thì có một số thằng nó lại kiểu như là nó nhắn tin Zalo cho mình, nó bảo là tao đăng ký kênh mày rồi, sao mày không cho tao 10k. Thì lúc đấy mình nghĩ thằng đấy cực kỳ là óc chó, tại sao mình lại bảo vậy. Thì mình đã bảo với anh em rồi, mình cộng ở trên web chứ không phải là đăng ký kênh của mình là mình cộng tiền, mình cho tiền anh em đúng không? Đã đi chợ, đã đi xin rồi còn kiểu chửi người ta thế ai chịu được đúng không? Đấy, mình bảo với thế rồi. Nói chung là mình không thể cãi được với thằng đấy được. Mệt lắm anh ạ. Công nhận mệt. Và mình đã chặn rồi, chán lắm. Đấy. Thì có một số bạn đặt ra câu hỏi là mỗi người 10k thì 1.000 người thì được bao nhiêu. Thì 1.000 người sẽ mình sẽ mất 1 triệu, à 10 triệu. Đấy, 10 triệu 15 đồng. Đối với một người mà 10.000 thì nó rất là ít, còn đối với nhiều người thì nó đấy là một con số cực kỳ là khủng. Ok. Rồi, đó, mình đã cộng cho anh em nhá. Mình show hết cho anh em xem. Còn những bạn mà có tiền thì ấy rồi. Ok. Đấy, mình chả giấu anh em làm gì đúng không? Tiền thì mình đã cộng, còn vấn đề lập thẻ ấy, thì anh em cứ lạp vào đấy. Còn khi nào mà mình duyệt, nếu mà lạp được trên web, mấy web kia thì mình sẽ cộng tiền cho anh em. Chứ không phải web mình lừa đảo nhá. Còn những bạn nào mà hôm qua mà lạp ấy, thì các bạn hãy lạp lại đi. Để mình biết lại cái sai gì. Tại vì hôm qua là rất nhiều người spam thẻ, cho nên mình bấm hết thẻ sai anh em ạ. Đấy, cho nên các bạn thông cảm. Ok, đến mục 36 là mình không nạp nữa. Còn những bạn nào mà muốn nạp ý, các bạn hãy comment tên của các bạn. Đấy, các bạn hãy comment tên mà các bạn đăng ký ở trên web của mình. Mình sẽ cộng cho mỗi người 10k. Đấy, thế cho nó dễ em ạ. Chứ làm kiểu kia thì nói chung là cũng được, nhưng mà nó rất mất thời gian. Hôm qua mình ngồi tận hơn 3 tiếng cơ. Đấy, thì thôi, đấy mình làm clip đấy mình thông báo cho anh em. Còn cái tiêu đề thì mình nói rồi, mình làm tiêu đề cho nó giật gân thôi, chứ thực ra cũng chả có cái gì. Ok, thì thôi, chắc clip mình tạm dừng đây. Cảm ơn đã xem clip của mình. Bye bye.